Chi khác cha parama roga sankhara parama dukkha etang yatva yatha phutang nepanang paramang sukhang. Chi khác cha parama roga sankhara parama dukkha etang yatva yatha phutang nepanang paramang sukhang. Dạ con xin hết ạ. Kính mời vị tiếp theo ạ. Dạ sa thu lành thay. Kính tri ân đại đức. Đại đức đã từ bi an nhỉ, thay mặt chư đại đức tăng được kể bài kinh pháp cú số 203. Dạ con kính đại lễ đại đức tuệ nhẫn và con lên đạo tràng ạ. Con cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn, dạ không biết sư có kể bài kinh pháp cú hôm nay không ạ? Alo. Dạ kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con xin phép được nâng câu kệ số 203. Chigacha paramarugam sankhara paramadukha etang dato yatha phutang nippanang paramang sukhang chigaccha parama yogam sankhara parama dukhang etang dato yatha phutang nippanang paramang sukhang chigaccha parama roga sankhara parama dukha etang datwa yatha phutang nibbanang paramang sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và xin nhường mic này cho Rum ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, Sư Tuệ Nhẫn ạ. Dạ. Con xin được kệ bài 203 ạ. Con cảm ơn chú Vatana đã cho bài ạ. Cảm ơn sư Quang Thanh, chú Trần Đạo của Dạng Đồng cho biết tín hiệu ạ. Dạ. Con xin phép được kệ ạ. Di chắc cha pa ra ma ro ga san kha ra pa ra ma ru kha e tăng nha qua ê tăng nha toa giáp tha phu tăng nếp ba năng pa ra măng su khăng ri cha chi cha cha pa ra ma ro ga sang kha ra pa ra ma du kha ê tăng nha toa giáp tha phu tăng nibbanang pa ramang sukhang jigaccha pa rama roga sankhara pa
Rama Dukha Etang Na Toa Yatha Putang Nibbanang Pa Ramang Sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, Niết Bàn lạc tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren. Niết Bàn vô thượng, vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con đã kệ và đọc xong, có gì sai xin sư chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin được xuống bên mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 203. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Chí Gát Cha Parama Roga Sankhara Parama Dukha Etang Nyatva Yatha Putang Nibbanang Paramang Sukhang. Chí Gát Cha Parama Roga Sankhara Parama Dukha Etang Nyatva Yatha Putang Nibbanang Paramang Sukhang. Jigaccha Parama Roga Sankhara Parama Parama Dukkha Etang Nyatva Tòa Giật Tha Phụ Tăng Nịp Ba Năng Ba Rạm Măng Xu Khăn. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, Niết Bàn lạc tối thượng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, Niết Bàn vô thượng, vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đoàn. Con xin kệ câu kinh pháp cú số 203. Chỉ các cha ba ra mã rô Sankhara ba rama dukkha etang nyatva yatha bhutang nibbanang ba ramang sukhang. Jigyaccha ba rama roga sankhara ba rama dukkha etang nyatva yatha bhutang nibbanang ba ramang sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, Niết Bàn lạc tối thượng. Đó là phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, Niết Bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin gửi mic lại cho chị Đặng Đông ạ. Sa thú chị Trần Đào,
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tuệ Nhẫn Đại Đức, Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 203. Chí khắc cha bá ra ma ru ga sang kha ra bá ra ma đúc kha e tăng nhá tòa giá thà phù tăng ni bà năng bá ra măng xú khăn. Chí khắc cha bá ra ma ru ga sang kha ra bá ra ma đúc kha ê tăng nhá tòa giá thà phù tăng ni bà năng bá ra măng xú khăn. Đối ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chí khắc cha bá ra ma rô ga sang kha ra bá ra ma đúc kha ê tăng nhá tòa giá thà phu tăng ni ba năng bá ra măng xú khăn. Tối trọng là bệnh đối ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Sương Mai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 203. Chí khắc cha paramaroga sankhara paramadukha etang nyatva yathabhutang nibbanang paramang sukang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chí khắc cha paramaroga sankhara paramadukha etang nyato yathabhutang nibbanang paramang sukang. Chí khắc cha paramaroga sankhara paramadukha ê tăng nhà toa nhàn tha phu tăng niệm ban năng pa là măng su căng. Trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con sư Mai, huynh đánh lên giùm đi huynh, chứ không nó tắt. Dạ cảm ơn huynh. Dạ con sư Mai, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý hòa quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 203. Rít chắc cha rít rít gắt cha ba ra ma rô ga sang kha ra sang kha ra pa ra ma duk kha e tang nya toa ya tha phu tang nip ba nang ba ra mang su khang gi cha gi chak cha pa ra ma ro ga sang kha ra pa ra ma duk kha e tang nya toa ya tha phu tang nip ba nang ba ra mang duk khang. Rì chát chá ra bà ra rô ga sẵn khá ra chá bà ra ma lúc khá ê tăng nhá toa và tha phú tăng
Niết bàn ăn ba ra mang xuất khăn về cha ba riệt chắc cha ba ra ma ro ga sẵn kha ra ba ra ma rắc ma ê tăng gia toa và tha phu tăng niết bàn ăn ba ra mang xuất khăn đói ăn bệnh tối thượng các hành khổ tối thượng hiểu như thật là vậy niết bàn lạc tối thượng bản chuyện phổ thơ hòa thượng Minh Châu tố trọng là bệnh đói ăn trầm kha là bệnh các hành rối ren niết bàn vô thượng vô phiền hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức và kính mời chị Quang Thanh ạ và kính mời huynh nha huynh huynh Quách Thanh á Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe được tín hiệu con. Dạ, cảm ơn chú Pháp Môn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn cô Sương Mai. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 203. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bóp bài ạ. Chi khách cha barama roga sankhara barama dukha e tăng nha tòa ra ra thà phù tăng nít bà năng baramang su khăng chi khách cha barama roga Sankhara Brahma Dukkha E tăng nha tòa Yatha phu tăng nít bà năng Brahma su khăng đói ăn bệnh tối thượng các hành khổ tối thượng hiểu như thực là vậy niết bàn lạc tối thượng đấy là của bản dịch hòa thượng Thích Thiên Châu. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Sip Quan Thanh bị té rồi, cấm dân đọc bài nha. Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sam Kha, giá con kính ninh lễ Đức Phật, con kính ninh lễ giáo pháp, con kính ninh lễ Đức Tăng, con kính ninh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 203. Chi gác chà pa ra ma rô ga san kha ra pa ra ma đúc kha e tăng nhá tòa giá tha vù tăng nít ba năng pa ra măng su khăn chi gác cha parama roga sankhara parama dukkha etang nha to giá tha bù tăng nipanang paramang su khăng đói ăn bệnh tối thượng các hành khổ tối thượng hiểu như thực là vậy nip bàn lạc tối thượng bản dịch của hòa thượng Minh Châu tối trọng là bệnh đói ăn trầm kha là bệnh các hành rối ren niết bàn vô thượng vô phiền hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay bản phổ thơ của hòa thượng Dưới Đức và cấm dân đã ôn bài xong
Dạ, Sít Quang Thanh còn có trước máy không? Mời Sít Quang Thanh và mời Huynh Quách Khánh Á. Sa thu lần thầy Sít Cẩm Vân Quang Thanh rất mạng lâu rồi không thấy bảo nữa. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ lễ cho Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp cú số 203, dạ, kính cảm ơn cô tu nữ như Pháp, Sít Trần Đạo, Sít Tràng Đông cho biết nhà rõ. Chỉ khắc cha Paramaroga, Sankhara Paramadukha, Etang Yatva Yathaputang, Nibbanang Paramang Sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như vậy là Niết Bàn lạc tối thượng, bản dịch của Ngài Minh Châu. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, Niết Bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Nam mô Phật-thaya. Dạ, kính chào cô tu nữ như Pháp với Ních Nhật Huyền vừa quan tâm đào tràng, và kính mời cô tiếp theo. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Đà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thi Na. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ tịnh duyên. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức đã tiên phong ôn bài cao khúc của Kinh Sơ 203. Như Pháp kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná, cô Cẩm Vân, cô Văn Đông, câu Sương Mai, bà Thi Na, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Trần Đạo, nhà Pháp Nguồn Đào Cai đã hoan hỷ ôn bài cao Pháp Cú Kinh số 203. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Đào Cai. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới cao Pháp Cú Kinh 204. Như Pháp kính mời quý vị cùng với Như Pháp tánh tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Thệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu Pháp Cú Kinh số 204. Dạ, cảm ơn Huynh Quát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lầm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối căm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Quang Thanh.
Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh 204. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Minh Đinh sư ạ. Dạ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ cái câu kệ số 204 lời Đức Phật dạy. Trước khi vào bài pháp thì chúng ta lại bắt đầu về khoảnh khắc này. Dù chúng ta có học bao nhiêu kinh điển đi chăng nữa, nhưng khoảnh khắc này chúng ta không hiểu gì hết, thì tất cả chỉ là vô vọng của vô minh mà thôi. Niết bàn xa xôi vô cùng tận, nhưng mà nó rất là gần. Khi nào mà chúng ta hiểu cái thấy, nghe, ngửi, đếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, tất cả những cái thứ mà chúng ta đang sống ở trong đời sống hàng ngày, đó chính là pháp, là vô ngã và hoàn toàn do duyên sanh. Niết bàn không phải là một nơi để chúng ta có con đường để đến, hoàn toàn là chúng ta hiểu sai. Niết bàn chỉ là một cái tâm kinh nghiệm nó trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nó cũng như là cái tâm thấy, kinh nghiệm, cái đối tượng thị giác vậy. Nhưng có điều cái tâm kinh nghiệm niết bàn là một cái tâm trí tuệ, kinh nghiệm cái trạng thái mà không phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm hay suy nghĩ, mà nó kinh nghiệm cái trạng thái và rồi nó cũng diệt đi, cái tâm nó cũng diệt đi. Chúng ta thường hiểu rất là sai rằng là chúng ta sẽ thiết lập một con đường để đi đến niết bàn. Không phải như vậy. Một sự hiểu lầm rất là sai lạc. Và chúng ta phải nhớ, khi nào mà chúng ta chưa hiểu về khoảnh khắc này thì không bao giờ có cái tiếp cận niết bàn được cả. Nếu như khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó vẫn còn bóng dáng của ý niệm về ngã, thì mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể chứng nghiệm được niết bàn. Nhưng cuộc sống có cái gì không thưa quý vị? Cuộc sống rất vô thường. Khoảnh khắc của thấy là vô thường, nghe là vô thường, ngửi là vô thường, nếm là vô thường. Và thực tế ra thì cuộc sống rất là vô nghĩa, vì nó chỉ có cái tâm mà kinh nghiệm cái cứng cái mềm này, rồi lại kinh nghiệm cái cứng cái mềm khác của cái thân thức, mà tâm của chúng ta vẫn bị ảo tưởng về con người này, con người kia, đàn bà, đàn ông, thế giới đầy những con người vật chất, rồi là chúng ta nghĩ chiến tranh loạn lạc, nhưng mà không phải. Thế giới của thực tại chỉ có cái thấy sanh và diệt, cái nghe diệt, ngửi sanh và diệt, nếm sanh và diệt, xúc chạm sanh và diệt, cảm thọ sanh và diệt, tưởng sanh và diệt, hành sanh và diệt, thức sanh và diệt. Và chúng biểu hiện ra bên ngoài thì chúng ta bị che mờ bởi những cái tướng của trong nó, nhưng mà thực tế những cái ở bên trong lúc đó nó lộ ra bên ngoài, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết về chúng. Do vô minh chúng che đậy, sau cái màn che đậy đó chính là sự hoạt động của các pháp. Chúng ta phải hết sức lưu ý. Và thế giới của pháp thì không có một ai cả, hoàn toàn không có một con người nào cả, không có ai trong đời sau, đời trước cũng không có ai cả, và hiện tại cũng chỉ là các uẩn sinh lên và diệt mất. Do vậy khoảnh khắc này cần phải được hiểu, cần phải được xuyên thấu với bản chất của chúng là vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta không còn ước vọng về tương lai và cũng không còn cho cái gì đó là tôi trong quá khứ. Và dần dần cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ theo sát với các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, và bóng dáng của vô minh sẽ không còn che đậy được các cái pháp hữu vi này nữa. Và lúc đó thì sẽ có cái tâm kinh nghiệm cái trạng thái niết bàn, chứ không phải là chúng ta thiết lập một con đường để đi đến cái niết bàn. Không phải, thưa quý vị, niết bàn là một tâm siêu thế kinh nghiệm trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, rồi chúng cũng diệt đi mà thôi. Niết bàn thì không có diệt, nhưng mà cái tâm kinh nghiệm đó nó sẽ diệt, chứ nó không phải là một cái gì đó mà nó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ thường tồn đối với tôi,
Niết bàn cũng không phải là ai cả, niết bàn chỉ là một pháp vô ngã nữa mà thôi. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Còn không thì chúng ta cứ bám vào tôi sẽ đi tìm, tôi sẽ đạt đến một cái điều gì đó, thì đó là một sai lầm rất là lớn. Mà chúng ta cứ đi theo cái con đường của vô minh đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được lời Đức Phật dạy. Rất là khó, khó lắm thưa quý vị. Không phải như chúng ta nghĩ. Và nó cần phải được hiểu về thực tại trong đời sống hàng ngày. Chứ không phải ai nói đến thiền này kia rồi nói một cái là chúng ta cảm tưởng như là ồ cái vị đó là chứng này kia. Không có thưa quý vị. Khi nào mà chúng ta chưa hiểu về các pháp thực tại trong đời sống hàng ngày, qua thấy nghe người nếm đụng sáu căn của chúng ta, thực sự chúng ta hiểu tất cả những cái pháp này nó chỉ do duyên mà sanh khởi, thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được một cái gì đó hay là chứng nghiệm. Không có. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Và chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó. Lời dạy của Đức Phật là vô cùng thâm sâu. Mỗi một lời dạy của Ngài luôn là trí tuệ đi cùng và luôn luôn nói lên cái tính chất vô ngã của các pháp. Hãy nhớ điều đó. Và giáo pháp này không phải làm một cái gì đó. Pháp nó đã hiện khởi ở đó rồi. Thực tại nó có ở đó rồi. Bạn chỉ cần hiểu hay không hiểu mà thôi. Do vậy chúng ta hãy truyền đến cho nhau cái sự chia sẻ về những cái sự mà chúng ta nhắc nhở về những cái pháp và những cái duyên sanh của nó, và chỉ để hiểu. Và không ai tạo ra hiểu biết cả, mà chính do cái duyên của nó, tự trí tuệ sẽ vân tập cái pháp để hiểu ngộ Niết bàn, chứ không phải là một con người hay một ai đó thực hành. Cũng vậy, cái thấy cũng do duyên sanh, cái nghe cũng do duyên sanh, vô minh cũng do duyên sanh, tham ái cũng do duyên sanh, sân hận cũng do duyên sanh, và trí chánh niệm cũng do duyên sanh, mà trí tuệ cũng do duyên sanh. Như vậy thì không có một ai, không có một cái gì tạo ra được các pháp cả, mà các pháp nó đã vận hành theo cái nhân duyên. Chúng ta cần phải hiểu cái lý vô ngã tuyệt đối này thì mới có cái khoảnh khắc mà thực chứng được cái pháp siêu thế. Còn nếu không có thì sẽ không được. Vô minh thì không thể nào hiểu được cái gì cả. Tất cả các pháp vô vi chỉ có mỗi trí tuệ là có tính chất hiểu biết mà thôi. Và chúng ta phải nhớ chánh tri kiến rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài pháp câu kệ số 204 nè. Con xin đọc một lần. Arogya paramanathanapha santutthi paramanthanam vissasaparamanathyati nippanam paramansukhang. Ngài chánh thân dịch là: không bệnh là sự thành tựu tối thượng, sự hài lòng là tài sản tối thượng, sự tự tin là thân quyến tối thượng, niết bàn là sự an lạc tối thượng. Tại sao niết bàn này là sự an lạc tối thượng? An lạc ở đây không có nghĩa là cảnh thọ. An lạc ở đây có nghĩa là không có cái gì chi phối được. Còn cái pháp hữu vi thì nó chi phối bởi cái sự sanh diệt, sự vô thường, sự hiện hữu và biến hóa. Còn niết bàn, cái trạng thái niết bàn thì nó không có cái sự chi phối của sự sanh diệt, của sanh tử. Nhưng mà niết bàn nó cũng không phải là một chỗ để đến. Nhớ như vậy. Nó chỉ là một trạng thái. Mà những cái tâm mà nó hết vô minh, những cái trí tuệ đặc biệt, nó kinh nghiệm được cái trạng thái đó mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy trong đời sống thì tâm đạo nơi Đức Phật cũng vậy, chỉ kinh nghiệm được có bốn cái khoảnh khắc thôi, rất là ngắn ngủi. Có bốn cái khoảnh khắc của đạo thôi, còn cái tâm quả thì có thể nó nhiều hơn, nhưng mà nó cũng vô thường. Chúng ta khi mà chúng ta học, chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ để mà chúng ta không có lầm lẫn và không cho
để cho tham ái nó mong mỏi cái tính chất niết bàn mà thực tế là nó không có, mong mỏi cái con đường. Và chúng ta biết được càng bất cứ khi nào chúng ta học Phật pháp mà tâm nó còn mong mỏi cái điều gì đó, còn đi tìm cầu một cái điều gì đó nó chưa thiết thực với hiện tại, thì chúng ta biết là con đường của chúng ta đi còn sai pháp, chưa có đúng. Pháp thì nó ở ngay đây rồi, luôn luôn nó ở kề cận, và nó chính là pháp trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bị quên về nó, quên, luôn luôn là quên, quên pháp, chứ không có quên cái gì cả. Bây giờ chúng ta gọi là thức tỉnh là gì? Thức tỉnh là không quên về nó nữa mà thôi. Chứ không phải Đức Phật dạy tỉnh thức, nhưng mà chúng ta sống một đời sống là không có tỉnh thức. Bây giờ chúng ta tỉnh thức lại cũng là cái pháp đó thôi, nhưng mà được trí tuệ xuyên thấu vào bản chất của nó, thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, và hiểu rằng tất cả mọi pháp đúng thật là duyên sanh. Chứ không có một con người, không có ai tạo ra các pháp cả, và cũng không có ai tu tập mà cũng không có ai kiểm soát được các pháp cả, phải không ạ? Nếu mà kiểm soát được các pháp thì có chiến tranh không? Có dịch bệnh không? Có ai biểu rằng là cái tứ đại này nó biết nói, biết cười được không? Có ai bắt được cái tứ đại này? Có ai biểu được rằng cái đối tượng thị giác này đừng có xuất hiện hay không? Cái âm thanh này đừng có xuất hiện hay không? Không thể được. Nhưng mà chỉ cần chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rõ về nó, thì đó là cái sự điểu ngộ. Cuộc sống này không có cái gì thêm nữa cả, thưa quý vị. Mỗi người chỉ có cũng từng ấy chút tứ đại đó thôi. Có điều là cái hình dáng nó có thể nó là khác, nhưng mà cái tính chất của nó vẫn là vậy. Bạn sờ vào cuốn tập thì nó vẫn là cứng là mềm, mà bạn sờ vào cái miếng thịt nó cũng là cứng là mềm thôi. Mà bạn sờ vào cái thịt xương nơi da thịt của mình cũng là cứng là mềm thôi. Nhưng mà do vô minh và tham ái nên là chúng ta cho nó là đẹp, là như thế này, như thế kia, nhưng mà bản chất của cái xúc chạm nó chỉ xúc chạm cái cứng, mềm, nóng, lạnh. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ là như thế thôi. Như vậy thì cái khoảnh khắc là con người này, con người kia, nó chỉ là suy nghĩ thôi. Khoảnh khắc đẹp xấu cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Chứ còn cái thân thức thì nó không có làm cái công việc đó được. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng mỗi pháp nó có một cái tính năng riêng của nó. Nó xuất hiện để mà nó xuất hiện để mà nó hiện ra cái tính chất của nó, chứ không phải là nó xuất hiện nó không làm một cái điều gì đó. Nó xuất hiện là nó xuất hiện với cái tính chất của nó, rồi nó diệt đi như vậy đó. Nó không là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và nếu mà khi mà chúng ta thấy được ra thực tại rồi thì lúc đó cái trí nó phân ra đây là uẩn, đây là xứ, hay đây là giới, đây là đế, là cái hình thức, thì lúc đó chúng ta sẽ tuần tự, chúng ta sẽ hiểu được nó. Rồi chúng ta cũng biết nó là pháp vô ký như thế nào, pháp quả như nào, pháp quả như nào, pháp thiện như nào, pháp bất thiện như thế nào. Hằng ngày nó xuất hiện ngay đây mà thôi. Như có điều chúng ta quên về nó và không có được cái sự hướng dẫn một cách đúng đắn qua cái sự nghe. Và chúng ta chìm trong những cái câu chuyện, chìm trong những cái cứa khả về cái đời sau là tôi sẽ thành tựu cái này cái kia, do đó mà chúng ta quên mất cái pháp hiện tại. Mà chính cái pháp hiện tại này thì đời sau nó cũng chỉ là những cái pháp này mà thôi. Và nếu mà hiểu được nó thì không còn vô minh về nó nữa. Còn nếu không hiểu thì nó lại tiếp tục một cái con đường của nó, ngày mai nó cũng lại xuất hiện, nhưng mà vô minh nó cứ theo. Bởi vì nó đã được tích lũy rồi, nó cứ theo sát vào những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm vậy thôi. Nếu mà có trí tuệ thì bắt đầu dần dần nó cũng đi với cái con đường của nó. Như vậy thì chúng ta luôn luôn phải nhớ cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào cái câu kệ này để phân tích cái từ ngữ ha. Arogya Paramanapha là không bệnh, là sự thành tựu tối thượng. Không bệnh ở đây có nghĩa là gì? Thì chúng ta biết là bệnh thì nó có hai loại bệnh, là bệnh thân và bệnh tâm. Vậy thì không bệnh ở đây tức là chỉ cho một người mà có phước, có cái sức khỏe, lục căn đầy đủ,
có đầy đủ những cái tài sản, thức ăn mà nó phù hợp, và cái môi trường, rồi cái nơi mình sống, khí hậu nó ôn hòa, làm cho thân thể của chúng ta có được cái phước báo đời trước nữa, và nó không bệnh. Nó không bệnh là cái sự thành tựu tối thượng là sao? Bởi vì không bệnh thì chúng ta sẽ làm ra rất nhiều của cải, và chúng ta ngủ, thân của chúng ta khỏe, các căn của chúng ta tinh anh, và chúng ta học tập. Ở đời thì chúng ta phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt đẹp, gia đình tạo ra nhiều cái tài sản, và không làm mất đi những cái tài sản của cha của mẹ hay là đã có. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người á, bệnh tật á, thì sao vậy? Thì thân thể nó ốm và hơi thở kiệt quệ, sức khỏe nó kiệt quệ, thì tài sản, thậm chí gia đình cha mẹ phải bán cả đất đai nhà cửa để cứu con của mình, cứu mình. Và rồi thì một khi bệnh nặng rồi mà chúng ta khỏe lại thì nó cũng không thể như người bình thường được nữa, nó sẽ e uột, và nhất là cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ sụt giảm. Và nhất là người bị bệnh nặng thì rất dễ bị trầm cảm, hay là thậm chí có thể là điên loạn, thậm chí có thể là uất ức quá lại cũng đem đến cái sự mà quyên sinh hay là tử vong. Và nhất là không bệnh thì mình học tập hay là mình tu học trong giáo pháp của Đức Phật mà mình phát triển cái con đường học tập hay là phát triển cái con đường trí tuệ hay phát triển được cái thiền tĩnh rất là dễ dàng thành tựu được. Và không bệnh thì mình sao vậy? Mình không có làm phiền đến ai cả, mình không có làm phiền đến thân bằng quyến thuộc hay là nhiều người. Do vậy là gọi là không bệnh, là cái sự thành tựu tối thượng là như vậy. Như vậy là những ai mà có những cái bệnh nặng, những cái bệnh mà gọi là ung thư hay nào những cái bệnh này kia đó, thì gia đình đó rất là khổ sở, và cái người đó cũng rất là khổ sở, và đem đến rất nhiều những cái lo sợ. Vậy bệnh tật là một cái nguồn làm cho chúng ta rất là lo sợ và kinh hãi. Do vậy cái Đức Phật dạy cái người không bệnh đó, không có bệnh đó, thì là cái sự thành tựu tối thượng, cái lợi tối thượng rất là nhiều mặt, phải không? Rồi cái từ Arogya Parama, Arogya thì nó là một cái hợp từ cộng với cái từ Parama, là một cái nhóm từ, nó thuộc về nam tánh và chia theo chủng cách số nhiều, là không bệnh, là sự thành tựu tối thượng. Vậy chúng ta thấy rằng dầu chúng ta có tiền vàng bạc bể, nhà của chúng ta nhà to đẹp, con cái đông bệnh, nhưng mà thức ăn thức uống dồi dào, nhưng mà chúng ta nằm bệnh liệt đó, là chúng ta ung thư, chúng ta thở, chúng ta ngáp ở đó, chúng ta nằm trên cái giường bệnh từ năm này qua năm kia như vậy thì sao? Thì cái tài sản tiền bạc nó rất là vô nghĩa. Và lúc mà cái người bệnh đó, người ta không có nghĩ đến tiền bạc đó, người ta chỉ nghĩ làm sao được có được sức khỏe như xưa, để được đi chỗ này chỗ kia, để đi ngắm cảnh này ngắm cảnh kia mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là khi mà không có bệnh đó, thì tài sản này kia nó còn có ý nghĩa. Còn khi bệnh xuống rồi thì sao vậy? Thì nó không còn ý nghĩa gì cả. Tâm của họ chỉ mong mỏi làm sao nó hết bệnh, nó khỏe mạnh mà thôi. Nhưng mà ở đời này thì nhiều chúng sanh khi có sức khỏe đó, thì họ uống rượu men, rượu lấu, họ chơi bời, rồi họ giao du, chích xì ke ma túy, hay là họ đi theo các cái cô gái. Họ phá hủy những cái sức khỏe tốt đẹp đó, để rồi một vài năm họ mang những cái chứng bệnh lạ, rồi những cái chứng bệnh mà khốc liệt. Và xã hội bây giờ ăn uống nữa, nên là rất nhiều người mang nhiều cái trọng bệnh.
Và ở Việt Nam của chúng ta thì ung thư nó đứng đầu của thế giới. Và cái những cái người trẻ 30, 40 mà bệnh như vậy á, thì nó cũng làm cho cái tài sản quốc gia, cái nguồn lực của cái quốc gia đó cũng bị suy giảm và suy sụp luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là không bệnh là lạc tối thượng là như vậy đó. Không bệnh là sự thành tựu tối thượng. Aroga, một cái danh từ trung tánh là không bệnh. Roga chỉ cho bệnh. Bệnh ở đây chúng ta phải hiểu là những cái căn bệnh nặng như là ung thư phổi, ung thư gan hay là những cái bệnh mình liệt chân, liệt tay hay liệt não này kia vân vân. Chứ còn đương nhiên là những cái bệnh nặng vặt như cảm cúm thì ai ai cũng phải có. Cái từ Parama là một cái tính từ cao nhất hay là tối thượng. Vì vậy thì chúng ta biết là không bệnh mới là lợi tối thượng. Không có cái tiền bạc nào có thể đổi được sức khỏe cả. Sức khỏe cho chúng ta rất nhiều những cái hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta bệnh, kể cả chúng ta có tiền nhiều đến mấy chăng nữa, thì nó cũng không cho chúng ta cái niềm hạnh phúc nữa. Rồi cái từ La Phá là một cái danh từ nam tánh chủ cách số nhiều, là sự thành tựu, sự gặt hái, sự sở hữu. Thành tựu, gặt hái, sự sở hữu. Ở đây là gặt hái hay là thành tựu những cái điều tốt đẹp, thành tựu những cái lợi ích. Như vậy thì một cái người mà không bệnh này không phải tự nhiên mà nó có được. Vì sao vậy? Vì Đức Phật nói này, nhiều đời, nhiều kiếp những cái con người này sanh ra với tâm hiền thiện, với cái tâm từ không đánh đập chúng sanh khác. Những cái người đó có bố thí thì mới có cái cuộc sống lâu dài được. Không đánh đập, rồi mang những cái đồ ăn tốt đẹp cho cha, cho mẹ hay là cho các sa môn, bà la môn, những cái vật phẩm, những cái thuốc trị bệnh đó. Nên là họ sanh ra họ không mang những cái căn bệnh nặng. Cho đến ngày họ mạng chung, họ chỉ cảm sơ sơ. Rất nhiều người có được cái phước như vậy. Mà những cái người đó thì mới tu trong giác được. Cái sức khỏe là một cái nền tảng để báo hiệu cái vị đó đắc quả tu đầu quần. Một vị mà vào trong chánh pháp này mà yếu ớt, bệnh hoạn, ốm đau, triền miên thì họ sẽ không học tập được, họ sẽ không hành thiền được, họ sẽ không quán sát chánh niệm tỉnh giác được. Bởi vì lúc nào nó cũng mệt mỏi, nó chi phối tâm. Thì tâm của chúng ta nó sẽ bị hôn trầm, bị chạo hối, bị sợ hãi. Nó chi phối như vậy thì vị đó sẽ không học, không hành và không... Tâm nó lãng đãng, nó không thể nghe pháp và thực hành giáo pháp được. Nên là cái sức khỏe là cũng báo hiệu cho cái con người đó một trong những cái chi pháp để chứng đắc đạo quả. Nếu không có nó thì cũng không thể tu tập được. Như vậy thì chúng ta cần phải gìn giữ sức khỏe. Thứ nhất là chúng ta phải ăn uống điều độ, sinh hoạt nơi chúng ta sống. Rồi chúng ta luôn luôn có tâm từ với chúng sanh và chúng ta bố thí, giữ giới. Thì đó là những cái nhân, những cái điều kiện làm cho chúng ta ít có bị bệnh nặng. Tiếp theo nữa là cái từ santutthi paramang tha năng, là sự hài lòng, là tài sản tối thượng. Hài lòng ở đây là sao? Tức là những người đó vừa lòng với những cái tài sản của mình có được. Sống biết thu thúc, biết đủ, không có mong cầu tài sản của người khác. Dầu là cái tài sản đó người ta đồn ở chỗ này chỗ kia rất là cao thượng, rất là tốt đẹp, vì đó có thể là mình có được cái chức, cái quyền đó, hay là cái điều kiện để có được cái đó, nhưng mà vì đó
cũng không mong mỏi nó, vì đó hài lòng với cái những gì mình đang có, hài lòng với những cái tài sản. Không để cho cái tâm tham của mình nó cuốn hút vào điều đó. Một người biết hài lòng với tài sản như vậy thì sao? À, cái người đó trong đời sống sinh hoạt của họ đó, họ biết thiểu dục chi túc. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Santutthi Paraman. Santutthi Parama là một cái nhóm từ trung tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là sự hài lòng với tài sản. Như vậy là bất cứ khi nào mình có tài sản ít hay tài sản nhiều, nhưng mà mình hài lòng, tức là tâm của mình không có mong cầu thêm, vì đó biết đủ với hiện tại. Sự biết đủ là tối thượng. Biết đủ ở đây không phải là vì đó có nhiều hay là có ít, mà vì đó hiểu được hiện bây giờ nó đang có như vậy, hãy biết đủ như vậy. Mình mong cầu tài sản thêm nữa của người khác là những cái tâm bất thiện. Những cái tâm này nó khởi lên như vậy, lâu ngày cái dục nó sẽ cuốn hút và nó đẩy ta đến những cái danh cái lợi. Mà cái danh cái lợi ở trên đời này nó là thuốc độc, và nó đã giết chết bao nhiêu những cái con người, những cái anh tài, những cái bậc được coi là đạo đức ở trên đời này. Nó đã nhấn chìm vào những cái địa ngục khổ đau cũng vì những cái danh cái lợi hão huyền này. Nghĩ rằng ta là tổng thống của nước này, ta là đế chế của nước kia, ta phải xử phạt họ như thế này như kia. Nhưng mà họ đã sai lầm, họ không thể làm tổng thống mãi được. Và cái quốc độ đó, họ nghĩ rằng quốc độ đó là của họ, họ sẽ sống vững bền ở trong cái quốc độ đó, họ sẽ làm bá chủ. Điều đó không thể xảy ra được. Tất cả những cái danh cái lợi ở trên đời này nó là thuốc độc, là mồi nhử, là ác ma, là già xoa, là quỷ dữ. Tất cả tứ đại trên đời này nó đẹp chừng nào, nó đang là cái mồi nhử cho tất cả chúng sanh. Những ai không hiểu biết về nó, những ai mọc ngóng với cái tâm, thì nó sẽ cuốn vào đó và nó dìm chết xuống đáy của những cái sự khổ đau đọa xứ. Chính vì tứ đại không hiểu biết, mà vì họ tham lợi, họ tham danh, chính vì đó mà họ giết nhau, họ giết cả một quốc độ, họ tàn sát cả những cái thành phố, cả một cái quốc độ. Những người chết, những cụ già, những cha mẹ, những trẻ, những người thanh niên đang phơi phới như vậy, họ dùng bom, dùng đạn, lửa thiêu sống, họ giết chết ngút ngàn như vậy đó. Cũng vì gì? Cũng vì danh, vì lợi, vì không biết được, không biết đủ. Hay là sanh túc thí, một người biết đủ thì sao vậy? Là hài lòng, biết đủ, sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn như vậy nên là không có mong cầu, không có đi cướp bóc, dầu là cái người nhà người kia đầy vàng, đầy bạc. Mình cũng không có khởi lên cái ý, không có xúi người này người kia rồi cướp bóc tài sản, không có dùng mưu kế, mưu hèn kế bẩn để mà đoạt những cái tài sản không thuộc mình. Tâm của mình nó luôn luôn được trong sáng, không có những cái ác pháp. Nên là biết đủ là tối thượng. Biết đủ nó không có bị đi đọa xứ và luôn luôn sanh về các cái cõi lành, trí tuệ thù thắng. Còn cái người không biết đủ thì trước sau gì thì cái tham ái, tham dục, cái tham ác, những cái vị ngọt của các sắc thinh hương vị xúc đó, nó sẽ ra, nó sẽ cuốn hút cái tâm của con người đó. Nó đẩy người đó, cho người đó những cái vị ngọt và đến một cái
chừng mực nào đó, những cái sự tàn ác ở trong tâm nó xuất hiện khi không được cái vừa lòng của nó. Thì tất cả những cái gì khổ đau ở trên đời này, tất cả những cái ân tài ở trên đời này, không mấy ai vượt khỏi được cái chỗ này, nên đã bị nhấn chìm xuống những cái sự khổ đau. Nên là Đức Phật dạy những cái giáo pháp Đức Phật, khi mà chúng ta hiểu và chúng ta quán xét thì chúng ta thấy nó vô cùng là thâm sâu và trí tuệ. Parama là một cái tính từ cũng chỉ cho sự cao thượng hay là ở bên trên ha. Thanang là thaná, là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là tài sản. Tài sản ở đây thì sao vậy? Tài sản ở đây thì chúng ta thấy có rất nhiều tài sản ha. Tài sản như tiền bạc này, ruộng vườn này, châu bò này, tôi trai tớ gái này, vân vân. Rồi cái từ wisa sapa rama nyati là sự tự tin, là thân viếng tối thượng, tức là đức tin. Chúng ta có cái đức tin là cái thân viếng tối thượng. Chính vì chúng ta có những cái đức tin mà tâm của chúng ta luôn luôn có cái gì? Có cái sự tri ân, có sự biết ơn. Có cái sự chân thật. Có cái lòng dũng cảm. Có cái sự quyết định. Không có vi phạm những cái lỗi lầm, vì mình có cái đức tin, tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp, vân vân. Visasa parama, visasa cộng với parama là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách là sự tự tin. Cái niềm tin của chúng ta là thân quyến tối thượng. Thân quyến ở đây chỉ cho bà con. Như vậy bà con của chúng ta thì có người thích chúng ta, có người ghét chúng ta. Nhưng mà cái niềm tin trong sạch chúng ta đối với Đức Phật, giáo pháp, Chư Tăng, đối với nhân, đối với quả, đối với chánh pháp, thì đó là cái thân quyến tối thượng. Là sao vậy? Là cái nền tảng của thiện pháp, là nó ngăn ngừa. Nó ngăn ngừa không cho chúng ta phạm phải những cái điều ác, không đi theo những cái con đường tà ác. Sự thành tính, sự thành tính tối thượng. Rồi cái từ visasa, danh từ nam tánh, là sự thành tính, là sự thành tính. Parama cũng vậy, nó là xem ở trên hay là cao thượng ha. Nhà tí là cái gì? Nhà tí là một cái danh từ nam tánh chủ cách chỉ cho thân quyến. Thân quyến. Như vậy thân quyến của chúng ta tối thượng hay không? Chính là những cái pháp thiện của chúng ta, phải không ạ? Pháp thiện của chúng ta nhiều thì thân quyến của chúng ta thật tốt đẹp. Pháp thiện của chúng ta ít thì thân quyến của chúng ta ít. Rồi, Niết Bàn Năng Bá Đa Măng Xú Khăn, Niết Bàn là an lạc tối thượng. Niết Bàn là an lạc tối thượng. Parama, Parama là một tính từ trung tánh chủ cấp, cũng chỉ cho cao thượng ha. Ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng. Thành tính đối với nhau, tức là mình sống với sự chân thành đối với mọi người, chân thật đối với mọi người, sống không có giả dối, không có gian xảo,
không có lường gạt, không có người đó để mình tỏ ra là mình trong sạch, nhưng đời sống của mình thực sự là không trong sạch. Còn cái nào mình trong sạch thì mình nói mình trong sạch, cái nào mình chưa trong sạch mình nói rằng là cái này, pháp này nó vẫn còn những cái ô nhiễm. Mình sống với nhau đối với sự thành tín, thành thật là bà con tối thượng. Niết bàn là tối thượng. Niết bàn nó không bị chi phối bởi sự xâm diệt, bởi sự vô thường, bởi các pháp hữu vi. Còn các pháp hữu vi thì dầu là trí tuệ đi chăng nữa, nó cũng chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi nó diệt đi. Trí tuệ nó cũng vô thường, phải không? Như vậy pháp hữu vi nào cũng có tính chất vô thường cả. Thiền định thì nó cũng vô thường. Bây giờ có những chúng ta học về đó, nhưng mà chúng ta không chịu động não và chúng ta không chịu chất vấn. Có nhiều vị cứ giảng về thiền, nhưng mà chỉ cần người ta hỏi một câu là mình không có trả lời được. Ví dụ sao? Cái tại sao là bốn cái tâm một chân tu thiền thì bằng bốn những cái tâm dục giới hợp chí chẳng hạn, mà sao ở cõi người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tại sao đắc sơ thiền mà lại không cho quả mà lại lên được nhị thiền hay là tam thiền, tứ thiền? Và rồi tại sao đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhưng mà khi tái sanh thì nó chỉ tái sanh ở cái quả ngũ thiền mà thôi, tái sanh vào ngũ thiền mà thôi. Mà hỏi như vậy thì sao vậy? Lúc đó mới lòi ra vị thiền sư giả là như thế nào. Vị thiền sư mà không có biết là như thế nào. Và chúng ta học và phải nghiên cứu một cách rất là cặn kẽ. Đừng có nghĩ rằng là như thế là trí tuệ. Rồi tại sao mà tâm sơ thiền, năm chi thiền thì lại diệt trừ được năm cái triền cái? Vậy tại sao mà chánh niệm trong đời sống hàng ngày nó cũng làm cho năm triền cái không có phát triển được? Tại sao nó không cần sơ thiền, nhị thiền, tam thiền? Rõ ràng là chúng ta bị một cái lỗ hổng rất là lớn, phải không ạ? Nhưng mà khi chúng ta hiểu được thực tại trong đời sống hàng ngày là vô thường, khổ và vô ngã, dần dần những cái pháp này nó sẽ lộ diện ra hết mà thôi. Sao vậy? Thì chúng ta sanh là nhân loại, phải không ạ? Và cái tâm gìn giữ kiếp sống của chúng ta này là cái tâm gì? Là cái tâm quả dục giới đại thiện hợp chí. Do vậy chúng ta thấy rằng là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, như đó là cái pháp thiện, nhưng mà chưa chắc đã nói cho quả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp nó phải đủ nhân, đủ duyên của nó, phải không? Đừng có nghĩ rằng là khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều pháp mà chúng ta cần
phải học rất là cặn kẽ từng chút một. Chúng ta rất là sợ chất vấn những cái vị thiền sư đó. Có cái gì để chúng ta sợ chứ? Chúng ta học pháp của Đức Phật mà. Vâng. Nếu mà thực sự Ngài là một vị thiền sư đúng pháp của Đức Phật, chúng ta đừng có nghe, rồi sau đó chúng ta khen tặng, rồi chúng ta bỏ đi. Chúng ta nghe để hiểu. Để phản biện. Để thấy ra được các pháp. Và cũng làm cho cái vị sư đó phải động não. Làm cho cái trí tuệ có vị sư đó phải biết được rằng là mình phải xấu hổ, phải tiếp tục con đường giáo pháp của Đức Phật. Đừng có ỷ y rằng có nhiêu đó mà mình nghĩ rằng mình sẽ là bá chủ của thiên hạ. Giáo pháp của Đức Phật, con của Ngài, trí tuệ nó lớn mạnh đến vô lượng vô biên lận, chứ không phải là có một chút đó. Trí tuệ nó có cái năng lực của nó. Mà trí tuệ càng nhiều chừng nào thì sao vậy? Đó là cái pháp tịnh hảo. Không có cái gì nó trên đời này, nó không có cái gì đẹp bằng cái đó hết á. Nó đẹp không tì vết. Khi mà trí tuệ, một khoảnh khắc của trí tuệ nó sanh khởi. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi. Rồi chúng ta phải đặt câu hỏi nữa. Tại sao mà cái người mà đắc ngũ thiền ở trên đó, hay là đắc sơ thiền, nhị thiền ở trên đó, tại sao những cái thiền pháp đó ở trên đó này vẫn tu tập được, đắc được nhị thiền, tam thiền, và tại sao nó lại rớt xuống, nó lại rớt trở lại, lại quay về với cái thấy nghe ngửi nếm đụng? Vì bản chất của nó chỉ là tầm ảnh hưởng của một cái gì, của cái trí tuệ dục giới này thôi. Nó phát triển lên tới đó là nó hết mức của nó rồi. Chỉ khi nào con đường tứ niệm xứ phát triển, phá hủy được ý niệm về ngã, chạm đến pháp bất tử, và hàng ngàn hàng triệu người không phải là tu rồi hai ba bữa rồi đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền như những vị đó phán, không phải như vậy. Đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là cực kỳ khó khăn. Cái pháp chân thật đó chúng ta không có, chúng ta cứ đem giáo pháp của Đức Phật chúng ta giảng, trong khi đó chúng ta dạy mà chúng ta không có đắc, không có hiểu cặn kẽ, như vậy thì sẽ đi về đâu? Như vậy chúng ta thấy cái pháp học của chúng ta nó chưa có thông được một cái gì cả. Làm sao mà cái chuyện mà pháp hành nó được phát triển? Và thời buổi bây giờ rất nhiều người không có học gì hết, họ chỉ đi vào trường thiền một hai bữa thôi, giới luật hoàn toàn không có. Nhiều người về họ sẽ mở ra trường thiền, họ dạy pháp nào như là quán thọ, quán tâm. Chúng ta không có đủ cái sự kiên trì về cái sự nghe cho nó thấu hiểu.
thì làm sao mà tánh trí tuệ nó có thể sanh khởi được. Những gì là thực tại hiện giờ, ngày qua ngày chúng ta có thấy không? Chiều đến thực sự, chúng ta cũng chẳng bao giờ quán lại xem ngày hôm nay được mấy khoảnh khắc có thiện pháp nữa kìa, trí tuệ nữa kìa. Vì sao vậy? Vì đó là nhân duyên. Quả thật này nói là chúng ta đã nghe giáo pháp của Đức Phật rất rất nhiều. Nhưng mà chúng ta để ý một ngày thử xem. Qua vụt một cái là đã hết một ngày rồi. Đó là một ngày đó nha, chứ đừng có nói là khoảnh khắc của thấy, của nghe thì nó vô cùng là ngắn ngủi, phải không? Làm sao mà chúng ta nắm bắt được nó? Chúng ta còn chưa nghe về nó. Là cái gì mà không nghe về nó thì nó có hiện khởi được không? Nó không có cách nào hiện khởi được hết. Từ cái nghe rồi bạn mới có cái dục, bạn mới ham muốn, bạn mới học hỏi, à bạn mới thấy, à à. Rồi từ đó cái sự hứng thú, cái pháp thiết thực hiện tại nó mới cuốn bạn, chánh pháp nó mới dần dần nó thấm dần vào những cái sát la thực tại trong đời sống hàng ngày. Làm sao có thể khác được khi mà chúng ta chưa được nghe về cái pháp đó, làm sao mà trí tuệ nó phát triển, nó sanh khởi đây. Nhưng mà quả thật là như vậy. Hàng ngày những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó rất là thật, và nó là thật nhất, nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng không mấy ai biết về nó, không mấy ai hiểu về nó, không mấy ai suy xét về nó. Có thể là chúng ta nghe những cái câu chuyện cả một ngày dài, và hết ngày này qua ngày kia, và cho đến cuối cuộc đời của mình, trong đầu của chúng ta không còn cái gì cả, chẳng qua chỉ còn mấy cái nghĩa, cái chữ thôi. Nếu còn cái pháp mà để nó thẩm thấu, để mà nó thanh lọc thì nó không có được. Như vậy chúng ta cần phải nghe rất nhiều về những cái gì là hiện tại để cho chánh niệm nó thực sự có mặt. Và chúng ta trở lại cái bài pháp này. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng. Như vậy không có cái tiền bạc nào bằng cái tâm của chúng ta nó biết đủ. Nó biết đủ rồi thì sao? Nó thấy trên đời này có tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Và nếu nó có thì chăng nữa, nó không có nhân quả, nó cũng là phước báo mà thôi. Mà có rồi thì cũng phải sống biết đủ, cũng chỉ là cho đi. Và rồi thân thể này càng tham, càng ăn uống nhiều, càng lo cho các dục nhiều, thì sao vậy? Thì cái thân này nó sao vậy? Nó là cái mồi để mình phục dịch tham ái cho nó, mà nó có biết cái gì đâu. Nó là đống bất tịnh mà. Nó chỉ là xác chết, nó chỉ là những cái tử thi thôi. Không cần phải phục vụ cho nó nhiều đến mức độ như thế. Một phục vụ cho những cái tử thi đó, nó sẽ tan hoại, và rồi cái tâm tham, cái sự vô minh nó càng lòng cháy, càng thiêu đốt, và nó càng lớn mạnh mà thôi. Đó mới là tiền tối thượng. Biết đủ. Thành tính đối với nhau là bà con tối thượng. Thành tính đối với nhau tức là mình hứa cái gì với nhau, mình làm trọn vẹn tốt đẹp. Khi mình đến với ai bằng cái tâm chân thành, kể cả mình có bất thiện không sao cả, không cần phải che đậy chúng, để mình học ra, để tốt đẹp lên, là bà con tối thượng. Niết bàn là tối thượng. Như vậy hằng ngày chúng ta thấy được rằng cứ sáng
ra thì cái vòng luân hồi nó lại quay, chỉ thấy nghe ngửi đếm đụng vài ba cái sắc đó, rồi cứ mê mê mãi mãi. Rồi ngày mai cũng vậy, rồi kiếp sau cũng vậy, nó chỉ là những cái mà đã kinh nghiệm rồi. Cái thấy này kinh nghiệm, đối tượng thị giác này, đối tượng thị giác khác, rồi đối tượng thị giác nó cũng vô thường liên tục, cái thấy cũng vô thường liên tục. Và những cái đối tượng thị giác đó, nó chỉ là bóng ảnh, nó chỉ là những cái sắc màu của những cái tứ đại này, tứ đại kia. Và chúng cứ tan biến. Có lúc thì chúng chạy vào nhà này, chúng trú một chút, có lúc chúng lại xuất hiện ở nhà kia, chúng có lúc chúng lại xuất hiện ở chỗ này, có lúc chúng lại xuất hiện ở chỗ kia, rồi có lúc thì chúng đi vào cái lấm mộ. Rồi lại có một cái gì đó hiện khởi. Rồi âm thanh cũng vậy, mùi vị cũng vậy. Hằng ngày chả có ai cả, chỉ có cái danh kinh nghiệm, cái sắc mà cứ mê đắm mãi, mê đắm mãi, mê đắm hoài. Và cứ hình tượng người này đẹp, người kia xấu. Ta phải kết duyên với nành với người này. Người này sẽ vợ ta, là chồng ta. Nếu ta có được người này, tình yêu của chúng ta sẽ đẹp lắm, vân vân. Mà thực ra chúng chẳng là ai cả. Chúng chỉ là những cái tứ đại này, tứ đại kia khác nhau mà thôi. Gương mặt đẹp chỉ là một khái niệm ở trên gương mặt đó. Nó ẩn chứa những cái cuộc giao hợp của nam và nữ. Nó ẩn chứa những cái sắc của ruột con này, gan con kia, thịt con nọ, tử thi con khác. Nó chỉ là một đống tứ đại vô thường, nó có là ai đâu. Và hàng ngày cả thế giới này chấp thủ ở trên chúng. Và rồi bao nhiêu là đau thương, chết chóc. Dệt lên những cái gì đó cho là thật là đẹp, thật là cao siêu, thật là nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, phải không? Chúng ta cho nhau cái gì đó cũng chỉ là một chút tứ đại. Chúng ta lấy đi cái gì cũng chỉ là một chút tứ đại. Buôn bán cái gì đó cũng chỉ là một chút tứ đại này đổi một chút tứ đại kia. Không có gì ở trên đời này cả, chỉ có đất và đất. Những người như vậy mới là không bệnh, không bệnh tâm nữa. Những người quán xét như vậy không còn bệnh tâm nữa. Những người như vậy mới có thể biết đủ được. Còn người mà không hiểu được thực tại làm sao mà biết đủ được. Làm sao có thành tín với nhau được. Làm sao mà xả ly, mà không xả ly được thì làm sao mà chạm được niết bàn. Nào chúng ta hiểu được cái chạm. Đời nào cũng vậy. Pháp nó đã sanh ra đời nào thì Pháp nó có mặt ngay đó rồi. Có người hiểu thì chấm dứt, còn nếu thì lại tiếp tục vô minh.